Đi ngáo mượn gió bẻ măng. Ve ơi là ve, bộ mày tưởng bà ngáo thật sự ủng hộ mày hay sao? Mày non lắm ve à. Với bà ngáo mày chả là cái gì cả, nhưng sao bả ra mặt đứng về phía mày? Một, vì bả mượn tay mày để trả thù cho Vũ Luân và Hồng Loan, bởi hai người này không công nhận bả là hồng nhan tri kỷ của chú Vũ Linh, không cho bài thơ của bả khắc trên bia đá làm bả quê sệ. Bởi vì bài thơ cũng nổi tiếng rầm rộ một thời chứ ít gì, rồi mướn cả nghệ sĩ non luôn, không quê sao được. Rồi nói ý tưởng góp đá xây mộ của bả là không minh bạch, nên bả mượn cớ giúp mày để chống đối hai người kia. Bả giúp mày moi móc đủ thứ chuyện quá khứ cố lụy cố lai của bà con người ta ra để nói, có hai mục đích. Một, đánh gãy dư luận về sự rạn nứt tình cảm cha con, rồi chứng minh Hồng Loan là người không ngay thẳng. Chuyện 3.000 đô la Mỹ tham bệnh, tiếp tay cho mày che mờ đi tình phụ tử của cha con người ta, khắc họa thêm tình cảm cậu cháu cho mày. Nhưng chưa chắc chuyện bà kể là thật, mà mày lại thấy chuyện về mày thì ít hay nhiều. Hai, là để cố tình chứng minh cho thiên hạ biết mối thâm tình với chú Vũ Linh, khoe được ông Hoàng xem là tri kỷ, nơi mới tâm sự chuyện thầm kín riêng tư, muốn được thiên hạ công nhận chuyện đó, nhưng thất bại thảm hại. Ba, thực tế thì bà ấy cũng chẳng ưa gì mặt cô đâu về à. Nhưng bà ấy vẫn muốn đứng về phía cô, chỉ vì có như thế thì bà ấy mới có thể đường đường chính chính mà dùng chính lòng tham của cô để quật lại cô được. Cô biết vì sao không? Cô cũng ngày đêm giành giật cái sự nhất trong lòng, người trong mộng của bà. Vì vậy, bà không muốn ai tranh giành với bà cả. Bà ấy biết Hồng Loan là con gái hợp pháp của chú, mà bà ấy không muốn công nhận cái sự thật duy nhất đó của chú. Thì cô là cháu là cái gì đối với cô ta? Chả qua do lòng tham quá nên không nhận ra chiêu trò của bà ấy thôi. Cô bắt tay với bà ấy, nịnh nọt bà ấy để bà cùng tung hô. Nhưng bà ấy lại dùng chính cái chiêu trò đó của cô để chơi lại cô. Chứ bộ tưởng là đối với một người ích kỷ, nhỏ mọn, toan tính như bà ta thì sẽ giúp cô một cách nhiệt tình như vậy sao? Cô có biết rằng bà ấy càng đào sâu cái chữ ruột thịt của cô lên thì càng bị chửi nhiều hơn, và người tổn hại nhiều nhất cũng chính là cô, Hồng Phượng. Thế nên bà ấy càng lúc càng tô đậm, thật đậm cái sự ruột thịt này để che mờ lý trí của Hồng Phượng, để cho Hồng Phượng tin là bà ta thật sự muốn giúp, rồi kết quả là Hồng Phượng lại bị chửi như một con thú ngoài hành tinh, còn bà ta thì lại rung đùi khoái chí. Bà ấy cũng bị chửi đó, nhưng mà với bà ta thì điều đó chẳng là gì cả và cũng chẳng ai làm gì được bà ta ngoài chửi vì bà ấy ở bên kia. Hơn nữa, cái sự bị chửi đó cũng không lớn bằng cái hả dạ mà bà ta có được từ việc cô bị chửi đó, Hồng Phượng à. Nên bà ấy cứ nhờ gió bẻ măng thôi. Một mũi tên ruột thịt trúng cả hai đàn ruột thịt. Người đàn bà ác độc, tác giả Hồng Dương. Đôi mắt ấy thâm sâu hun hút, giả đàn bà ngu ngốc mù mô, đêm hoang hồn trút lỡ lồ, lòng đầy trắc ẩn chứa một tang thương. Kia đôi mắt xa trường khói lửa, sắc như dao khắc đỏ yêu ma, càng sâu da thịt người ta, hận thù suốt kiếp ta bà lạnh căm. Đàn bà đầy giả tâm cay độc, môi thâm trầm lưỡi độc chua ngoa, cùng lên giả tạo ba hoa, hại đời suốt kiếp xót thương đấng hèn. Người đàn bà tâm đen thầm lặng, đêm mịt mù lẳng lặng dỗi hờn, yêu ma đội lớp không hơn, phá hồn trong trắng đau rờn mây xanh. Lòng tham độc có dành hậu quý, bảo tàng canh khổ lụy nhân sinh, ai đây có trách trách mình, đau thương tan tóc đổ tình trái tim.